Chào các bạn, trên tay mình đang là cái hộp của chiếc máy tính xách tay dành cho thị trường cấp trung và những người có thu nhập trung bình. HP vừa phân phối ở Việt Nam. Sản phẩm này là HP G42 đi kèm với chiếc HP G62, là có giá chênh lệch nhau khoảng gần 1 triệu đồng. Thì máy sử dụng vi xử lý Core i3 13 đời mới là 380M và màn hình 14 inch, đèn nền LED, ổ cứng 320GB 5400 vòng và 2GB RAM, Wi-Fi chuẩn đầu Bluetooth. Là máy cũng có cái đầu đọc thẻ đầu đọc đĩa DVD và công nghệ LightSpy ghi lên bề mặt đĩa của HP. Pin 6 cell và đặc biệt là card đồ họa 5470, bộ nhớ RAM DDR3, bộ nhớ RAM ROI. Bên này chúng ta có logo của HP, cái câu khẩu hiệu mà họ đã dùng rất nhiều. Máy do DigiWorld phân phối. Đây, mình sẽ dùng chìa khóa bóc cái này. Đây. Mà thấy máy được bảo vệ khá cẩn thận. Ở đây là adapter sạc. Đây là cục pin. Một tờ giấy có cả hướng dẫn mở thùng và hướng dẫn lắp pin, cắm dây nguồn. Nói chung là hướng dẫn những cái thao tác cơ bản nhất và phím đóng và ngay cách hướng dẫn cả sử dụng pin và cả cổng của máy. Cái miếng xốp bảo vệ và máy G, một cái bao hướng dẫn, rất là nhiều tài liệu hướng dẫn sử dụng. Đây là cục pin, pin của G42 là pin 6 cell và có dung lượng là 4200 mAh, khá nhỏ. Theo HP công bố thì cái viên pin này có thể giúp cho G42 hoạt động được khoảng 5 tiếng rưỡi ở điều kiện bình thường. Đây là G42. Thì giờ mình sẽ thử lắp pin này. Đây là ngàn để bấm vào thì nó sẽ tự động mở ra. Chỗ này là khu vực bên ra mà nó tự. Đây là tem của HP. DigiWorld dán quá trời tem vào đây rồi. Ngay từ phía ngoài chúng ta đã có thể thấy những cái hoa văn rất là đẹp. HP luôn có truyền thống thiết kế hoa văn đẹp như vậy. Hoa văn khắc chìm lên cái miếng nhựa cao cấp ở ngoài, tạo cảm giác rất là thoải mái. Tuy vậy thì G42 cầm hơi nặng trên tay, cho dù trọng lượng của máy chỉ là 2,2 kg và khá nhẹ với một máy tính xách tay 14 inch, nhưng mà không hiểu sao cảm giác vẫn hơi nặng. Có thể tại cái phần viền nó không được mỏng lắm. Ở bên này thì chúng ta có lỗ khóa Kensington và tất cả các máy đều có. Cổng nguồn, một cái cổng nhỏ và có thể là cổng Ethernet, cổng USB và ổ DVD, ổ ghi đọc DVD. Bên này là khe đầu đọc thẻ nhớ 5 đầu. Cái hai cái jack cắm 3.5 và microphone và hai cổng USB khác, cổng mạng và cuối cùng là cổng HDMI, cổng VGA xuất ra tín hiệu. Mặt sau khá dày nhưng mà không có cổng nào hết. Tốt hơn là các máy mà dùng cổng sau tại vì chúng ta nó khó mà vỡ tới luôn. Có tới hai lớp bảo vệ ở đây. Đây là lớp bảo vệ màn hình. Ở trên này chúng ta có webcam. Và màn hình này khá bất ngờ là cái viền nó bé. Bé so với cái máy ở đẳng cấp này. Và cái bàn phím. Ở đây là lỗ microphone. Loa là do Atec Lansing sản xuất, giống với cái máy HP khác. Logo Intel Core i3 và Anti Radeon. Các bàn phím.
bấm nút nguồn, nhưng mà máy thì chưa có cài hệ điều hành.